Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Quả thực, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chúng ta đang sở hữu nhiều chiến đấu cơ, chiến hạm và tàu ngầm do Nga sản xuất. Và ngày hôm nay, chúng mình muốn mang đến cho các bạn một thông tin cũng không hẳn là một tin mới. Tuy nhiên, thì đó là một nguồn tin vô cùng tích cực. Theo đó, từ nhiều nguồn thạo tin cho hay, vào đầu năm Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga. Trong bối cảnh khi mà diễn biến trên Biển Đông có nhiều phức tạp, chắc hẳn đây là một thông tin hết sức đáng mừng phải không ạ? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đây là loại máy bay như thế nào và chúng có ý nghĩa ra sao trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam nhé. Đầu tiên sẽ là những thông tin về máy bay Yak-130. Các bạn thân mến, Yak-130 là máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ với hai động cơ, hai chỗ ngồi dành cho giáo viên và học sinh, có tốc độ bay cận âm và khả năng hoạt động tốt bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nó được thiết kế để đáp ứng việc đào tạo phi công cho các máy bay tiêm kích thế hệ 4 và 5. Đáng chú ý, việc phát triển máy bay Yak-130 là sự hợp tác có 102 giữa cục thiết kế Yakovlev của Nga với hãng Amachi của Ý. Điều này là cực kỳ hiếm khi xét đến mối quan hệ của Liên Xô, Nga với các nước phương Tây. Dự án bắt đầu thực hiện vào năm 1991 và hoàn thành vào tháng 3 năm 1993. Tên lửa mẫu thử nghiệm này là Yak-AM-130D. Đến năm 1999, khi mối quan hệ hợp tác gặp trục trặc, hai công ty đã phát triển chúng thành các thiết kế riêng biệt, hoàn toàn khác nhau. Trong đó, Yakovlev phát triển thành Yak-130 và Amachi phát triển thành M-346. Về mặt thiết kế, Yak-130 có cánh cụt tối ưu, được làm bằng hợp kim nhẹ với bề mặt bằng sợi carbon. Nó được bảo vệ bởi loại giáp Kevlar với các thành phần quan trọng bao gồm buồng lái, động cơ và khoang chứa hệ thống điện tử hàng không. Cánh được thiết kế cụp để tận dụng tối đa lực nâng của cánh. Bên cạnh đó, cánh đuôi được đặt thấp hơn so với cánh chính, giúp cho mọi chuyển động của máy bay linh hoạt hơn và cho phép phi công lựa chọn được góc tấn công lớn. Yak-130 còn được trang bị bộ phận cánh nhằm mục đích giảm quãng đường hạ, hỗ trợ cho máy bay hạ cánh tại những sân bay có đường bay ngắn. Một điểm nhấn đáng chú ý đó là những khe hút gió phụ trên thân. Nó có nhiệm vụ hỗ trợ cho động cơ turbopan hoạt động, vì thế máy bay hoàn toàn có thể hoạt động bình thường khi nắp cửa hút không khí đóng. Đặc điểm này giúp cho máy bay khi cất cánh hoặc hạ cánh sẽ không phải lo ngại về vật thể lạ, chẳng hạn như chim có thể lọt vào động cơ dễ gây ra cháy nổ. Máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 có buồng lái tiêu chuẩn, gồm hai chỗ ngồi và hệ thống điều áp không khí. Ngoài ra, nó còn có loại ghế phóng K36LT 3.5. Qua đó, thì phi công sẽ có tầm nhìn toàn diện qua vòng kính che ở buồng lái. Cụ thể, phi công ngồi phía trước có tầm nhìn qua mũi máy bay là âm 16 độ, phi công ngồi phía sau là âm 6 độ. Yak-130 cũng là loại máy bay đầu tiên được Nga sản xuất với một bộ hệ thống điện tử hàng không tín hiệu số. Cả hai phi công đều được trang bị đầy đủ hệ thống quan sát ban đêm và 3 màn hình hiển thị đa chức năng, tinh thể lỏng kích thước 6x8 inch. Phi công phía trước có thể sử dụng màn hình hiển thị phía trước trên mũ bảo hiểm để đưa ra chỉ thị mục tiêu. Mục đích thứ hai đó là hỗ trợ phi công lựa chọn cho mình những bài tập bay phù hợp. Phi công hoàn toàn có thể chủ động thay đổi cửa bay trong khi đang lái. Hệ thống sẽ tự nhận ra những sai sót của phi công, từ đó đánh giá đưa ra kết luận về chuyến bay. Điều này giúp ích rất nhiều cho quá trình rèn luyện kỹ năng của mỗi phi công. Đặc biệt, ngoài thực hiện đào tạo, phi công Yak-130 hoàn toàn đáp ứng tốt vai trò là cường kích hay tiêm kích hạng nhẹ. Nó có 8 giá treo cho phép mang tối đa tới 3 tấn vũ khí. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thì Yak-130 có thể mang được tên lửa không đối đất KH-25ML, tên lửa không đối không tầm nhiệt R-73, bom thông thường hoặc loại dẫn đường thông minh cùng với các loại rocket không đối đất tiêu chuẩn của Nga. Yak-130 còn được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Lichenko Rocket IR-22225.
cho tốc độ bay tối đa là 1.060 km/h, tầm bay chiến đấu là 555 km, trong khi tầm bay cực đại lên đến 2.100 km, trần bay 12.500 m và tốc độ leo cao 65 m/s. Được biết, Việt Nam là quốc gia thứ 6 trên thế giới trang bị máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 sau Bangladesh, Lào, Argentina, Myanmar, Belarus, với tổng giá trị của bản hợp đồng là 350 triệu đô, một bản hợp đồng đắt giá đúng không ạ? Tuy nhiên thì theo các bạn, đó có phải là một thương vụ hoàn hảo không? Comment chia sẻ quan điểm của mình ngay phía dưới video này nhé. Sau đó thì sẽ cùng tiếp tục xem video ngày hôm nay xem chúng ta có cùng nhận định không nhé. Các bạn thân mến, theo quan điểm của chúng mình, việc Việt Nam lựa chọn mua máy bay huấn luyện phản lực kiêm tiêm kích hạng nhẹ từ Nga thực tế là điều không quá bất ngờ, bởi lẽ rằng máy bay này đáp ứng đầy đủ, thậm chí là hoàn hảo trong mọi tiêu chí. Đầu tiên, chắc chắn phải khẳng định rằng Yak-130 phù hợp với nhu cầu sử dụng. Không quân nhân dân Việt Nam hiện đang sở hữu máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 MK2 do Nga sản xuất. Vậy nên, nếu như sử dụng dòng máy bay huấn luyện có cùng nguồn gốc xuất xứ, có nhiều điểm tương đồng thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, rút ngắn được thời gian đào tạo. Từ đó, tiết kiệm được nhiều chi phí đi kèm. Không đâu xa, chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi nước bạn. Hiện Yak-130 đang được không quân Nga sử dụng như một loại máy bay xương sống trong các trường huấn luyện khi công chiến đấu, sau đó sẽ dần chuyển loại lên các dòng tiêm kích đời cao hơn, chẳng hạn như Su-30, 34, 35 hay MiG-29, MiG-35 và cả tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ 5 tối tân nhất. Lý do thứ hai, hợp đồng mua máy bay này được đánh giá như một mũi tên trúng nhiều đích, bởi lẽ Yak-130 có khả năng đảm nhiệm tới 80% khóa 1 đào tạo của phi công tiêm kích trên các máy bay chiến đấu phản lực siêu âm. Bản thân nó cũng chính là một bản sao của các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 và 5 của Nga. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, máy bay thành thạo trên Yak-130, học viên phi công có thể dễ dàng tiếp cận trong việc chuyển lại các dòng máy bay chiến đấu hiện đại như Su-27 hay là Su-30 MK2. Từ đó giúp tiết kiệm hơn về mặt chi phí, nâng cao độ an toàn, đồng thời giảm được giờ bay đào tạo chuyển loại trên Su-27 và Su-30 MK2 vốn không có nhiều của không quân nhân dân Việt Nam. Thời gian giảm được đó là sẽ dành nhằm dự trữ giờ bay của những chiến đấu cơ hiện đại này, ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra thì có thể là trong tương lai không xa, khi Việt Nam mua thêm các dòng máy bay chiến đấu hiện đại hơn từ Nga, thì chắc chắn Yak-130 sẽ là lựa chọn tốt nhất để đào tạo những phi công sử dụng chúng. Một điểm đáng chú ý khác chúng mình muốn nhấn mạnh đó là khi cần, Yak-130 có thể đảm nhiệm vai trò là máy bay tiêm kích đa năng hạng nhẹ, có khả năng mang tải trọng chiến đấu lên đến 3 tấn do nó được trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không để sử dụng tên lửa có điều kiện Vulcan, tên lửa không đối không R-73 và tên lửa không đối đất dẫn đường bằng laser, cũng như các loại bom thông thường và có điều khiển lên đến 500 kg. Lý do thứ ba, chi phí hợp lý dựa trên các bản hợp đồng mà Nga đã ký với khách hàng nước ngoài, có thể dự tính đơn giá của Yak-130 hiện nay rơi vào khoảng 15 triệu đô trên một chiếc, cũng có thể cao hơn, phụ thuộc vào đơn đặt hàng của đối tác về các vũ khí trang bị đi kèm cũng như là về việc sửa chữa, cung cấp phụ tùng. Trong khi đó, Alenia Amachi M346 Master do Ý sản xuất có thể coi là anh em trực hệ của Yak-130 lại có giá hơn 20 triệu đô trên một chiếc. Một đối thủ khác đến từ Hàn Quốc là Kai T50 Golden Eagle có giá không dưới 25 triệu đô trên một chiếc. Còn về dòng Hongdu L15, một sản phẩm đến từ Trung Quốc vốn kém hơn cả về độ tin cậy lẫn tiếng tăm thì giá đang ngang ngửa với Yak-130 rồi. Đó là chưa kể nếu như lựa chọn phương án mua máy bay từ phương Tây, Việt Nam sẽ có thể còn phải phát sinh thêm rất nhiều chi phí để mua những vũ khí khí tài đi kèm nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của máy bay mới. Còn với Yak-130 hầu như đều đã có sẵn, ta hoàn toàn có thể phải tận dụng được mà không phải bổ sung thêm gì đáng kể. Một yếu tố nữa cũng liên quan tới giá cả, đó là chi phí vận hành. Yak-130 được đánh giá là đáp ứng tốt tính kinh tế khi vận hành, có thể đưa ra một dẫn chứng cụ thể để minh chứng như sau. Trong chuyến bay từ nhà máy ở Irkutsk thuộc miền đông Siberia đến nơi phục vụ của phía nam của Liên bang Nga, quãng đường dài 4.561 km, tuy nhiên thì lượng nhiên liệu tiêu thụ chưa đến 7,5 tấn. Một con số khá là tinh tế nếu so với một chiếc máy bay vừa kiêm nhiệm vụ huấn luyện lẫn chiến đấu cơ hạng nhẹ. Tính linh hoạt cùng với tính tối ưu như chúng mình vừa dẫn chứng trên đã khiến cho Yak-130 trở thành một tổ hợp máy bay huấn luyện chiến đấu vô cùng tiết kiệm về mặt chi phí, phù hợp với nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước có ngân sách quân đội tương đối nhỏ.
Như vậy, có thể kết luận rằng việc Việt Nam đặt mua JAC 130 là một quyết định hết sức đúng đắn và kịp thời, đảm bảo quá trình đào tạo cho các phi công trên máy bay chiến đấu thế hệ mới như Su-30, MK-2 và xa hơn nữa, có thể là cả những máy bay thế hệ 5 tân tiến nhất như Su-57. Theo hình ảnh từ một phóng sự trên truyền hình, những chiếc JAC 130 đầu tiên sản xuất theo bản hợp đồng với Việt Nam đã thành hình trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy chế tạo hàng không. Qua đó có thể thấy những chiếc JAC 130 được sản xuất cho không quân Việt Nam có vẻ như đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sớm bay thử, nghiệm thu, sau đó bàn giao theo đúng tiến độ của hợp đồng. Nếu như không có vấn đề phát sinh thì chỉ còn vài tháng nữa thôi, những chiếc máy bay huấn luyện phi công phản lực tiêm kích hạng nhẹ JAC 130 sẽ hoàn thành chính thức cất cánh lần đầu, chinh phục bầu trời trước khi bàn giao cho lực lượng không quân Việt Nam. Các bạn thân mến, như trong video trước chúng mình cũng đã thông tin, theo nhiều nguồn thạo tin cho biết, đầu năm 2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký kết với Cộng hòa Séc một bản hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện N-39NG Abachov do Aero Vodochody sản xuất. Việc đặt mua gần như cùng lúc hai loại máy bay dành cho công tác đào tạo là quyết định khiến cho giới chuyên gia quốc tế không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ về quá trình huấn luyện phi công chiến đấu của Việt Nam thì ta lại thấy việc đó là hoàn toàn hợp lý. Theo đó, máy bay huấn luyện phản lực L-39NG Next Generation sẽ dần thế chân những chiếc L-39C và L-39Z đã gần hết niên hạn trong biên chế Trung đoàn Không quân 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Ngoài ra, với 12 chiếc JAC 130, chúng ta có thể lập nên một phi đội mới trong Trung đoàn 910, thậm chí là cả một trung đoàn bay trong biên chế Trường Sĩ quan Không quân, làm nhiệm vụ đào tạo cho phi công làm quen với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, 4+, và thậm chí là thế hệ thứ 5. Như vậy, sau khi hoàn thành khóa đào tạo sơ cấp trên JAC 52, học viên phi công sẽ được chuyển dần lên máy bay L-39NG, tiếp thu những kỹ năng cơ bản của phi công phản lực, cuối cùng là thực hành trên JAC 130 phục vụ cho mục đích huấn luyện phi công chiến đấu thực thụ. Việc trang bị một trung đoàn L-39NG và JAC 130 không chỉ phục vụ tối đa cho công tác đào tạo phi công, mà còn giúp khả năng thực hiện nhiệm vụ của Trường Sĩ quan Không quân tương đương với một sư đoàn không quân thứ 4. Bên cạnh 3 sư đoàn không quân chiến đấu còn lại thuộc biên chế không quân Việt Nam hiện nay, trong một trường hợp nhất định thì việc hỗ trợ lục quân bằng tổ hợp máy bay L-39NG và JAC 130 được cho là phương án tối ưu, vừa tiết kiệm về mặt chi phí, vừa tạo điều kiện để các máy bay chiến đấu hiện đại thực hiện tập trung cho các nhiệm vụ khác. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về thông tin này? Để lại comment chia sẻ cho chúng mình với nhé! Đồng thời thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh nữa nhé! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.